OK, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. thì trước mặt các bạn đây là một quét kiếm đồng Ruba Thì cái quét này ra rất là lâu rồi. Thực sự là nó ra tương đối là lâu thì mình đã có đăng ký link và chơi ngay từ ngày nó mới ra. Nhưng mà vì nó cái giao diện của nó nhìn rất là chán. Ừ, nếu như các anh em mà 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 nhìn giao diện mà như các kiểu của con này ấy, ngay từ bước đầu tiên ấy, nó sẽ không có cảm tình gì cả. Thêm nữa là cái con này Zalo ra lâu ra có nhiều bạn Chắc chắn là ở đây cũng có nhiều bạn biết rồi chứ không phải là ít nữa à, Vấn đề tiếp theo là tại sao mà Zalo như vậy mà bây giờ mình mới giới thiệu cho các bạn Mà trong khi đó là con này ấy nó không cần đầu tư Các bạn vẫn rút được tiền Lưu ý các bạn có thể chơi miễn phí được với con này Nhưng mà nó cũng không khá là không giống với những con khác Mặc dù là nó vẫn cứ tặng cho bạn một cây táo thì đợt đấy mình cứ đăng ký ở vứt đấy thôi Chứ cũng không có ý đồ gì với con này cả à, Chúng ta hãy cùng nhau đi xem quét như nào nhé Về cái độ tin cậy ấy, của West ấy, thì đến thời điểm này thì rất khá là nhiều người chơi với 10.930 thành viên Đại khái là độ tin cậy của West thì nó càng chạy lâu thì nó càng được nhiều đội tin cậy thôi Chứ còn cũng không phải là kinh khủng gì lắm ở trong cái độ chạy lâu cả Để mình sẽ đăng ký cho anh em xem Trước đây thì mình đã đăng ký rồi nhưng mà là đăng ký để mà vứt đấy thôi chứ không phải là mang yếu tố là đăng ký kiểu chơi ấy. cũng không muốn chơi cho lắm ở chương con này vì cái nhìn nó rất là kiểu fake cái fruit money mà mình đã trước mình chơi Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ vào web này, chúc mừng năm mới rồi là ở chỗ phần này nạp tiền rút uh, tiền ở góc này thì nó đây trang chủ này, hồ sơ của tôi, mục cây. Okay. Ở chỗ này thì bạn đã được tặng 10 ru về 21 đây. Uh, thu nhập hàng tháng là 1,5 ru. Thì cái lãi suất của nó tương đối là thấp bởi vì nó rơi vào khoảng đỡ 15% thì lúc mình xem ấy thì mình không mặn mà với con này lắm bởi vì nó lãi suất nó tương đối là thấp. Ngoài ngoài ra cái việc đấy nó còn có một việc nữa cơ mà các bạn cần phải để ý ở chỗ con này. Ngay cái lãi suất thấp ra thì ở cái kho này nó chạy từ 1 cho đến 100%, khi đủ 100% thì nó sẽ không không thêm vào nữa cho các bạn mà bắt 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 buộc bạn phải ấn thu thập và bán đi thì nó mới được chứ còn ví dụ như là mình để rất là lâu mình quên nó đi thì nó sẽ bị tràn ở 100% và nó sẽ không 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 thu nhập thêm được nữa Thông dư mua một số con khác là cứ đăng ký vứt đấy thì nó sẽ chạy được mà con này mà thi thoảng các bạn phải vào thực sự là một tuần các bạn vào cũng được nhưng mà vấn đề là phải vào chứ còn không như một số con khác là mình cứ vứt để đấy xong rồi chờ thời gian thì mình vào mình rút có nghĩa là vứt không thèm quan tâm nhưng đối với con này thì lại không phải là như vậy anh em lưu ý ở khoản này cho mình à, nó có hai khoản điều này đã khiến cho mình không thể không muốn giới thiệu cho anh em đó là thứ là lãi suất của nó rất là thấp thứ hai nữa là nó phải chờ khoản này nên ra mình không giới thiệu cho anh em hệ thống tiền thưởng ok thì chúng ta phát hành một giờ 24 giờ tiền thưởng ngẫu nhiên chứ các bạn nhất về biểu ngữ thì là cái này thì chắc là cũng ấy rồi à, lướt web thì nó cũng tương tương đối là nhiều để mà cho các bạn kiếm miễn phí đây anh em à, cái này thì các bạn có thể kiếm miễn phí được cái này vì mình sẽ kích thử một cái web uh, trên này bắt đầu trên web thì anh em có thể xem quảng cáo bằng uh, việc này để mà tăng gia tăng thêm thu nhập cho các bạn để mà tiến hành tiến hành uh, rút tiền được thì ok chúng ta sẽ tiến hành tiếp vào cái nhiệm vụ phải trả tiền máy tính thu nhập thì cái chỗ đoạn này ấy, các bạn ví dụ là nhập một này thì ở thu nhập hàng tháng của mình chỉ 1.51 ru vào thì trước thì mình định là để cho nó chạy thử xem là một trong một tháng cái nó có, có có được không nhưng mà vấn đề là mình đã đăng ký rất lâu nhưng mà vì nó ở cái hạn chế là 100 thành thử ra mình không đủ minh rút của nó vì mình không vào ấy các bạn có thể nhìn ngày hoạt động này 342 ngày Thực ra thì mình cũng không rõ rằng là nó có đã bị reset mùa chưa Bởi vì con này nó không mình mình không theo dõi Bởi vì rất nhiều con chạy lâu như thế này nó sẽ bị reset mùa Có nghĩa là nó vẫn cứ chạy vẫn hệ thống như các kiểu nó vẫn ok như vậy Nhưng mà khi khi mà cái bị mùa nó bị reset đi Thì các bạn sẽ mất hết những thứ mà các bạn đang có mà Trở lại trở về những cái cây còn đầu giống như kiểu là cây Cây nó hết mùa thì nó chết, thì rụng rụng nó chết hết rồi nó không thể mà cho các anh em ấy được nữa. Ở cái con này thêm nữa thì như mình đánh giá nó rất là <laughs> Nói chung là con này mình không không về cá nhân mình mình không thích chơi lắm vì lãi suất nó thấp quá. Các bạn tính là ví dụ như là 15% thì phòng bao lâu? 10 tháng bạn mới có 150%. Có nghĩa là ví dụ như nếu như con này thì ví dụ như là bạn đầu tư 50 ru thì lãi suất là 20% thì các bạn phải mất khoảng độ 5 tháng các bạn mới hòa vốn 5 tháng mới hòa vốn thì làm sao mà chúng ta có thể chơi được đúng không chờ nó 5 tháng mà vấn đề là ngày nào các bạn cũng phải vào thành thử ra nó chạy cái số ngày như thế này thì mình cũng không có gì là quá ngạc nhiên bởi vì cái thời 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 gian hồi vốn của các bạn đâu thì đương nhiên khoảng thời gian chạy các bạn này phải vào à, vào sẽ lâu ra khi anh em à, tính mà tính được là tính toán ấy, các bạn cứ tự tính toán xem cái đừng có quan tâm đến quá nhiều cái ngày chạy à, thà nó là cái ngày chạy nó ít nhưng mà cái khoảng thời gian nó cho mình lãi nhanh về nhanh thì còn hơn là mình phải chờ theo kiểu là chạy quá lâu như thế này mà nó lãi chậm thì cứ rèn dứ rèn dứ với mãi với một đứa làm gì thà ăn phang 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 một đứa phang cho bằng xong xong rồi đi tìm đứa mới chơi cho nó vui cửa vui nhà chứ các bạn cứ tìm những cái đứa mà nó chạy lâu như thế này rủi ro cao lắm ok ờ, về phần rút tiền ở đây thì đối với thanh toán đơn hàng thì các bạn phải hiểu khoản thanh toán cuối cùng của bạn đây tất cả mọi thứ đương nhiên việc các bạn không cần đầu tư vẫn rút được tiền ở trên cái web này đặc điểm là như vậy à, thêm điểm nữa là khi mà các bạn à, tiến hành kích quảng cáo hay là bất cứ điều gì nó cũng sẽ tiến hành đưa vào cái phần để mua chứ không phải tiến hành vào phần đầu ra đấy là rất là khó khăn ở cái cái đoạn này cho các bạn để tương đối là khó khăn để ra à, tổng kết về web thì nó là một web cũ cổ nhưng tại sao nó lại tồn tại ở thời điểm này thì mình chốt lại cho các bạn hiểu là tại sao nó tồn tại thứ nhất lãi suất rất thấp thành thử nó tồn tại lâu thứ hai là các bạn phải vào liên tục để mà thu hoạch nếu không thì không đủ một khi này nó sẽ không chạy nữa khi đủ một nó sẽ không chạy nữa theo mình nghĩ rằng là khi mà cái nếu như các bạn đầu tư càng nhiều thì cái số lượng lên cái cái phần trăm này nó sẽ lên càng nhanh đâm ra các bạn phải thường xuyên vào ok tiếp theo nữa là kể cả khi bạn lướt quét hay là thêm những cái thứ hệ thống tiền thưởng thì tất cả tiền nó sẽ không vào cái phần tiền mà các bạn rút được mà nó lại vào cái phần tiền mà các bạn để mua để các bạn đầu tư thì cái này thì đương nhiên là các bạn phải tái, tái đầu tư và các bạn không thể tiến hành rút ra được đâm ra thành thử là cái bài lần của nó vẫn còn ừ, nếu có nó cho các bạn thì đương nhiên là cái bài lần của bạn vẫn còn và các bạn cũng không thể rút ra được bất phục buộc phải mua cây táo này để nó sản sinh ra thêm uh, táo nữa để mà chúng ta bán đi đấy chính là lý do mà khiến cho cái web này nó tồn tại lâu ok cảm nghĩ của bạn sao về web thì có thể có một là phần mô tả bên dưới về cái web mà chạy 342 ngày hoạt động như thế này với lại có 10.000 thành viên follow thì mình thấy rằng là nếu như các bạn uh, nếu chơi theo một cái nghiệp dư bình thường thì các bạn có thể chơi con này uh, đại khái là nếu như các bạn là người mới thì các bạn có thể tìm hiểu với con này cũng được bởi vì nó chạy tương đối là lâu uh, nó không thể nào mà rất khó để cho các bạn giàu nhanh bởi vì, vì các bạn chơi lâu rồi các bạn ấy cần cần một cái khoản cần kiểu kiểu như là anh em nhiều tiền rồi thì chúng ta cần phải giàu giàu có thật nhanh chứ không phải là giống như kiểu là các bạn mới chơi thì cần phải túc tắc, các bạn mới chơi thì đương nhiên cần sự an toàn và cần sự túc tắc, còn các bạn chơi lâu thì đa phần là các bạn ấy muốn mạo hiểm và gia tăng thu nhập thật nhanh chứ không phải đấy các bạn phải lưu ý ở hai điểm đấy. OK, ở con này thì khả năng gia tăng thu nhập thật nhanh cho các bạn thì là rất là thấp nhưng mà khả năng mà nó tồn tại được thì tương đối là cao đấy. Bởi vì lãi suất những như những thứ mà mình đã phân tích ở bên trên để cho các bạn hiểu. OK, cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của mình. Thì các bạn có ý kiến gì về cái web này thì hãy comment ở phần mô tả bên dưới và nhớ ấn like kênh YouTube của mình nhé. À nhớ ấn subscribe nhé, nhớ like cái video này.